Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm nước ép dưa hấu để giải khát trong những ngày hè nắng nóng. Chúng ta sẽ bổ đôi quả dưa hấu và cắt thành những miếng nhỏ. Tùy theo số lượng người trong gia đình mà chúng ta làm nhiều hay ít nha các bạn. Mình dùng số lượng cho 2 cốc nên dùng một miếng to. Cho dưa hấu vào máy xay sinh tố. Thêm một bát nước lọc để nguội. Xay thật nhuyễn. Chúng ta sẽ lọc nước dưa hấu qua dây lọc để lọc bỏ bã. Cứ làm như vậy đến hết nha. Thêm đường tùy khẩu vị. Thêm một nửa quả nước cốt chanh sẽ làm hương vị thơm ngon hơn. Quấy đều hỗn hợp. Sau đó cho ra cốc. Trang trí cốc bằng miếng dưa hấu cho đẹp mắt. Thêm viên đá. Cuối cùng chúng ta đã xong món nước ép dưa hấu rồi. Xin mời các bạn. Wow, thật đã khác. Mùa hè mà có cốc nước dưa hấu thanh mát thế này còn gì bằng. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.